Được trang bị nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại, thời gian qua Sư đoàn Phòng không 367 Quân chủng Phòng không Không quân luôn chú trọng việc huấn luyện làm chủ khí tài, huấn luyện sát thực tế chiến đấu nhằm nâng cao trình độ cho các kíp chiến đấu. Trong đó phương châm huấn luyện của Sư đoàn là cơ bản làm chủ, chuyên sâu khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, thực hiện quy tắc an toàn, làm cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Trên trận địa tên lửa phòng không S-300, phân đội điều khiển vô tuyến, bệ phóng, kỹ thuật và radar bố trí cách xa nhau nên cần sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ khi thực hành huấn luyện. Trong đó, phân đội radar có nhiệm vụ điều hướng, giúp dẫn tên lửa tới chính xác mục tiêu cần tiêu diệt. Với kiến thức được đào tạo, huấn luyện bài bản về điện tử, nên kíp radar đã sử dụng thuần thục các thiết bị dò tìm mục tiêu, thao tác nhanh, gọn và rút ngắn được thời gian điều khiển thiết bị so với trước kia. Tập trung chú trọng huấn luyện nội dung công tác chiến đấu từ phân đoạn đến tổ hợp, từ khan đến huấn luyện trên máy, đồng thời nâng cao tính tự học của đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên, từ đó nắm chắc được nguyên lý hoạt động của các hệ thống tủ khối trong đài và thực hiện nghiêm túc nề nếp công tác kỹ thuật, chú trọng thực hiện ngày kỹ thuật, giúp cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên radar làm tốt các bài hiệu chỉnh tham số khí tài, khắc phục được trên 90% hỏng hóc. Còn tại tiểu đoàn tên lửa S-125, cùng với làm chủ khí tài, đơn vị chú trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu với các nội dung thực hành thu hồi, triển khai bệ phóng, tháo nạp đạn vào ban đêm. Đây là một trong những nội dung khó, đòi hỏi có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, hiệp đồng chặt chẽ, thận trọng tỉ mỉ của kiếp chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi thay đổi mũi giờ là quan trọng nhất để đáp ứng được yêu cầu, kể cả thời tiết mưa nắng mưa để đáp ứng so với cái địa hình thời tiết, cái khu vực tác chiến. Do vậy chúng tôi chú trọng vào những cái nội dung đó và huấn luyện đội ngũ chiến thuật, đặc biệt là huấn luyện đội ngũ ban đêm. Đối với các loại khí tài mới, Sư đoàn 367 tổ chức huấn luyện chuyên sâu về tính năng, kỹ thuật, chọn cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, phổ biến hướng dẫn cho toàn đơn vị, đồng thời tăng thời gian thực hành, thường xuyên luyện tập cho các kiếp chiến đấu, nâng cao trình độ thao tác, hiệp đồng và xử trí các tình huống. Sau khi tập huấn, sư đoàn tổ chức huấn luyện chuyển loại cho các đơn vị được trang bị vũ khí tài mới và cải tiến với tinh thần học đến đâu chắc đến đó và sát với khai thác sử dụng và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Quân chủng chúng tôi thì được trang bị rất là nhiều vũ khí kỹ tài hiện đại, nhưng để sử dụng vũ khí tài hiện đại đó là phải vấn đề con người. Vấn đề con người thì đây là vấn đề là mấu chốt. Chúng tôi bây giờ phải giáo dục cho các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, quân nhân nghiệp trong toàn đơn vị về nhận thức về nhiệm vụ chính trị. Thứ hai là phải có trình độ để làm cái vấn đề đấy. Thế mà chúng tôi phải đánh giá lại cái hệ thống cán bộ của chúng tôi, xem là cái lứa cán bộ nào thì 4.0, lứa cán bộ nào phải đào tạo tương lai là 5.0 để mà đáp ứng được nhiệm vụ. Trên thao trường trận địa, chiến sĩ sư đoàn 367 luôn tích cực thi đua, huấn luyện, khổ luyện để làm chủ khí tài, các tình huống chiến đấu và trở thành những chiến sĩ giỏi toàn năng, luôn sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu được phân công.